Vâng, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể các uh, quý vị uh, đồng nghiệp. Uh, tiếp theo thì tôi xin được trình bày về vấn đề điều trị nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn. Uh, phần trình bày của tôi thì có 4 phần, tức là đại cương một chút về thuốc kháng nấm vì thời gian không có nhiều nên tôi chỉ lướt. Thứ hai là điều trị uh, nấm Aspergillus xâm lấn ở phổi và ngoài phổi. Và phần kết luận thì như quý vị đã biết thì nấm Aspergillus vẫn tiếp tục là một cái nguyên nhân quan trọng về gây nhiễm trùng và đe dọa tính mạng ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. À, những cái dân số mà có nguy cơ cao nhiễm nấm Aspergillus thì lúc nãy thầy Bính cũng đã trình bày à, những cái người có giảm bạch cầu kéo dài, ghép tế bào gốc tạo máu, rồi ghép tạng vân vân, suy giảm miễn dịch à, sử dụng corticoid kéo dài Uh, có khoảng uh, có rất là nhiều loại nấm nhưng mà khoảng 19 loài Aspergillus uh, gây bệnh và những cái trường hợp được uh, nhiễm Aspergillus uh, thường gây ra bởi các loài như là Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus niger hoặc là terre và thường là đường xâm nhập vào đường hốp cho nên là rất hay gặp Aspergillus ở phổi và chủ yếu là Aspergillus là ở phổi thì uh, chúng ta cũng biết là uh, Aspergillus khi xâm nhập vào người thì nó có thể xây, gây ra gì ạ? Thứ nhất là cái tình trạng uh, quá mẫn và gây ra gọi là nhiễm nấm phổi phế quản dị ứng. Cái thứ hai là tình trạng nấm phổi hoại uh, tử, mạng tính. Uh, cái thứ ba là cái uh, là nấm phổi xâm nhập và giữa các cái thể này nó sẽ có, có cái sự giao thoa tuy nhiên là cái mà chúng tôi đề cập hôm nay đó là nấm xâm lấn à, về thuốc kháng nấm thì chúng ta sẽ có các cái nhóm như sau thứ nhất là có nhóm azon nhóm polyen à, nhóm equinocadin và năm flucytocin ấy thì các cái nhóm azone thì chúng ta có rất là nhiều đại diện trong đấy có itaconazone, voriconazone, posaconazone hay là nhóm polyen chính là nhóm amphotericin B mà chúng ta sẽ có amphotericin B deoxycholat hay còn gọi là amphotericin B tiêu chuẩn và amphotericin B phức hợp lipid hay là dẫn xuất của lipid và echinocandin thì chúng ta có micafungin A Anidula fungin và caspo fungin và 5 Flucytosin thì hiện tại là trên thị trường của Việt Nam chúng ta như là không có. Về quá trình phát triển uh, thuốc kháng nấm thì các anh chị có thể thấy là ở những cái năm uh, nó các cái nhóm thuốc như là uh, amphotericin B là đã xuất hiện từ những thập kỷ 50 và cho đến tận bây giờ thì nó vẫn có giá trị trong vấn đề điều trị Ngoài ra thì các cái azone khác cũng xuất hiện vào những cái thập kỷ 80, flucytosin thì thập kỷ 70 và gần đây thì chúng ta đã có nhiều những cái azone mới. Ví dụ như là itraconazone, dựng như là voriconazone, posaconazone là những cái thế hệ sau này của azone và nó có tác dụng tốt. À, còn đối với amphotericin B thì chúng ta có những cái dẫn xuất lipid của amphotericin B và nó đỡ rất, đỡ rất nhiều về mặt tác dụng phụ ấy nó ít tác dụng phụ đối với lại gan thận à về cơ chế tác động của thuốc kháng nấm thì các cái nhóm azone là nhóm nó sẽ kết hợp với các cũng như là nhóm amphotericin B thì nó kết hợp với lại cái ergosterol ở màng lipid của tế bào nấm và nó sẽ dẫn đến là gì ạ? Nó sẽ dẫn đến là một là làm à, hỏng cái màng tế bào và làm cho tế bào nấm chết. Đối với lại các echinocandin thì nó lại à, tác động lên cái beta 1 3 glucan À, nó làm cái quá trình tổng hợp cái beta 1 à 3 của glucan của màng tế bào nấm và nó gây chết à, tế bào nấm. Về phổ kháng nấm của các thuốc kháng nấm thì các anh chị có thể nhìn thấy ở ở trên bảng đây ạ. Thì à, ví dụ amphotericin B là có thể tác động đến hầu hết các à, loại nấm à, và một số a à, nấm Aspergillus còn lại các cái thuốc ví dụ fluconazole thì có cái phổ nó hẹp hơn chút, Itraconazole thì phổ cũng tương đối là rộng, Voriconazole, Posaconazole thì phổ kháng nấm cũng à, rộng. Ở thuốc kháng nấm nhóm azone thì phổ kháng nấm rộng, à, có thể tác động lên nấm men, nấm cơ hội, nấm lưỡng hình, nấm gây bệnh phủ tạng và thậm nghĩa là nấm kháng với amphotericin B, vân à, vân về khi uh, những cái 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 thuốc này ấy, thì nó uh, có những cái tác dụng không mong muốn uh, và có những cái tương tác thuốc uh, do ức chế cái cytochrome uh, cytochrome p 450 trăm về tương tác thuốc thì cái thuốc này nó sẽ tương tác với các cái antacid ạ Thuốc kháng H2 ức chế bơm proton. Nó những cái cái thuốc kháng H2 hay là ức chế bơm proton này nó sẽ làm giảm cái hấp thu của các cái azon. À, và uh, các cái uh, uh, ketoconazol thì lại chuyển hóa ở gan và tương tác qua cytochrome P450 làm tăng nồng độ thuốc ở một số trường uh, một số thuốc ví dụ như là cyclosporin warfarin hay là triazolam vân vân đối với thuốc uh, polyen thì amphotericin B deoxycholate và có hai nhóm đấy thì uh, nhóm dẫn xuất của lipid uh, tức là có liposomal amphotericin B uh, nó rất là thân nước dễ hấp thu và giảm được độc tính uh, đại diện của nó là Ambizome, thì mình thì chưa có đối với amphotericin B phức hợp lipid thì như là uh, Ampholip mà chúng ta có thị thị dường Abinset thì mình không có và các cái dạng bào chế của liposome của amphotericin B thì theo các nghiên cứu đều chứng minh thấy rằng là nó giảm độc tính hơn so với lại amphotericin B tiêu chuẩn ở đây cụ thể chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái nghiên cứu đăng tải năm 1999 thì thấy rằng là nếu là amphotericin B mà cái dạng tiêu chuẩn so với lại amphotericin B phức hợp lipid thì cái 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 tác dụng phụ của nó cao hơn, tác dụng phụ về tim mạch, về huyết áp, về độc thận hay là giảm kali máu. Amphotericin B phức hợp lipid mà hiện nay trên thị trường chúng ta thì có mỗi sản phẩm là Ampholip thôi thì đối với cái amphotericin B phức hợp lipid thì nó có cấu trúc lipid kép và nó có ái lực với estrogen của tế bào nấm cao hơn, xâm nhập vào phổi, mô phổi cao hơn và nó ít tác dụng phụ hơn, do đó mà cái việc sử dụng nó sẽ tốt hơn so với amphotericin B tiêu chuẩn. Tuy nhiên là chúng ta cũng có một cái vướng, đấy là vướng về mặt hiện nay là chi trả bảo hiểm y tế là khó khăn, do đó mà chắc là chúng ta cũng sẽ phải thực hiện dần dần thôi. À, cũng đã có những cái nghiên cứu về hiệu quả của amphotericin B dạng quy ước và sự phức hợp lipid thì uh, thấy rằng là rõ ràng là về mặt hiệu quả thì cả hai amphotericin B cả hai loại này đều tương đồng nhau nhưng về mặt độc tính thì có thể nói là cái dạng mà ampho uh, dạng mà lipid ấy, thì nó sẽ ít độc tính hơn so với lại dạng tiêu chuẩn. Đối với thuốc kháng nấm echinocandin thì nó ức chế tổng hợp beta 3 d glucan của một cái thành phần quan trọng của vách tế bào nấm và nó gây diệt tế bào nấm. À, nó có thể tương tác đồng thời với một số thuốc, chẳng hạn như là cyclosporin và gây độc với gan, hay là khi dùng với một số thuốc như là các bamazipin à, thì có thể hoặc là dexamethasone thì nó lại làm giảm độc à, giảm nồng độ của thuốc hoặc là rifampicin khi mà chúng ta điều trị à, chống lao cho bệnh nhân thì cũng có thể gây ra à, cái giảm nồng độ đây là các cái liều thuốc kháng nấm ở trẻ em người lớn, đây thì chúng tôi cũng không trình bày vì nó cũng khá là nhiều. thì các anh chị nếu các anh chị là thành viên của hội hấp Việt Nam mà chúng ta trả phí hội viên thì chúng ta sẽ download được các cái bài của cái hội nghị hôm nay trên mạng sau một thời gian nữa khi mà chúng tôi đã thực hiện xong cái việc upload lên trên mạng. À, đây là những cái liều mà vừa rồi thì phía bên dược sĩ Hoàng Anh cùng với các cái uh, dược sĩ uh, uh, của bệnh viện Mai, trung tâm IDR quốc gia thì đã uh, làm cái bảng này và chúng tôi sẽ uh, cập nhật vào trong cái bản cập nhật về cái guideline điều trị nấm xâm lấn mà hai hội chúng tôi phối hợp để uh, cùng xây dựng. Thế thì về uh, chiến lược điều trị thuốc kháng nấm thì ban nãy chúng ta đã nghe phó sư bính trình bày về các cái chẩn đoán đúng không ạ tức là chẩn đoán ở đây thì sẽ có một là à, có cái nguy cơ sẽ bị nhiễm nấm bởi vì là có những cái yếu tố chẳng hạn như điều trị hóa chất vân vân hoặc là có thể nhiễm nấm xâm lấn có khả năng nhiễm nấm xâm lấn và chắc chắn là nhiễm nấm xâm lấn thế thì cái vấn đề là điều trị nó cũng sẽ đi theo một cái flow như vậy tức là điều trị thì đối với những bệnh nhân mà mình nghĩ là khả năng có nguy cơ cao ấy thì sẽ điều trị phòng ngừa, rồi điều trị theo kinh nghiệm và điều trị định hướng ở điều trị mục tiêu, thì đấy là những cái mà nó sẽ đi theo cái chẩn đoán của mình. thì trong thực hành lâm sàng, phải nói là rất ít khi mà chúng ta bắt được nấm Aspergillus qua cái soi trực tiếp. thỉnh thoảng thì chúng ta cũng bắt được qua soi trực tiếp các cái dịch rửa phế quản phế nang, hay là từ mẫu mô bệnh học. nhưng mà cũng như phó sư binh đề cập đến đó mẫu bô bệnh học không phải lúc nào chúng ta cũng lấy được những cái bệnh nhân nấm phổi xâm lấn thường là suy ốp rất là nặng và cái việc mà soi hay là sinh thiết xuyên thành ngực cực kỳ khó khăn cho nên là là cái đó là thường là gì ạ cái điều trị của chúng ta chủ yếu là gì theo kinh nghiệm và một cái điều trị định hướng là chính À, vậy thì khi điều trị phòng ngừa thì chúng ta phòng ngừa như nào đó là bắt đầu à, khi có những người mà à, sử dụng hóa trị liệu đấy khi bắt đầu hóa trị liệu chúng ta có thể bắt đầu điều trị phòng ngừa à, điều trị theo kinh nghiệm ở những cái đối tượng nào những cái đối tượng mà có sốt kéo dài mà không tìm thấy bất kỳ một cái nguyên nhân nhiễm trùng nào khác à, mà chúng ta đã sử dụng kháng sinh rồi à, thứ hai là giảm bạch cầu dai dẳng và cái điều trị định hướng là khi chúng ta đã có bằng chứng về mặt huyết thanh học à, có chẩn đoán à, có các cái dấu hiệu về chẩn đoán hình ảnh có sốt có giảm bạch cầu à, phối hợp giữa huyết thanh với chẩn đoán hình ảnh đấy là có một hoặc trong hai các cái tiêu chí này về điều trị mục tiêu thì là thường là chúng ta đã có chẩn đoán về bằng chứng đôi khi chúng ta cũng không có chẩn đoán bằng chứng nhưng mà nghi ngờ rất là cao vì có chúng ta có triệu một số các cái dấu hiệu về mặt lâm sàng dấu yếu tố nguy cơ và có thể có các cái dấu hiệu về mặt huyết thanh học thì chúng ta cũng sẽ đưa đến cái cái điều trị như vậy thế thì khi mà cái cái nguyên tắc điều trị nấm Aspergillus uh, xâm lấn ở phổi ấy thì thường là nên điều trị sớm ở những cái bệnh nhân mà nghi ngờ nhiễm nấm uh, Aspergillus xâm lấn cao À, trong khi mà chúng ta điều trị như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục các cái xét nghiệm để mà khẳng định cái chẩn đoán. À, Voriconazole được à, là là lựa chọn ưu tiên và các cái thuốc thay thế là Amphotericin B. À, trong đó ưu tiên là Amphotericin B à, dạng à, lipid và Itraconazole là những cái điều trị thay thế khác. À, các cái Echinocandin như là à, Caspofungin à, thì có sẽ được sử dụng uh, uh, khi mà có chống chỉ định với lại các cái azon hay là có kháng với các azon hoặc là các cái uh, polyen uh, Tuy nhiên là nếu fortline để mà khuyến cáo thì không không khuyến cáo sử dụng uh, trong loại trừ trường hợp, trong trường hợp mà chúng ta điều trị dự phòng, uh, điều trị dự phòng thì chúng ta có thể sử dụng uh, như là fortline. Về nguyên tắc điều trị là điều trị tối thiểu là 6 đến 12 tuần và cũng có thể là dài hơn. À, tùy thuộc vào cái nơi mà uh, 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 con Aspergillus này nó gây bệnh hay là các cái, cái uh, uh, tình trạng uh, cải thiện bệnh các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Uh, thì đây là có ba cái hình thức uh, lựa chọn ba uh, cái lựa chọn khác nhau ạ. Uh, lựa chọn hàng đầu thì là voriconazole lựa chọn thay thế là các cái amphotericin B uh, và lựa chọn uh, các cái ivoconazole uh, và các cái lựa chọn uh, gọi là lựa chọn cứu cánh tức là những cái uh, thuốc ban đầu mà chúng ta uh, không có hoặc là bị kháng trị thì chúng ta sẽ lựa chọn như là uh, caspofungin, micafungin hay là posaconazol hoặc itraconazole. Uh, thực ra thì uh, hiện nay chúng ta có voriconazole nhưng mà khá là đắt. Uh, đâu là 400.000 một viên mà mới chỉ là dạng viên thôi đối với trường hợp mà nấm phổi xâm lấn nặng thì cái việc sử dụng dạng viên là hầu như là nó sẽ cái tác động của nó sẽ kém chủ yếu là mình phải dùng dạng IV dạng truyền tĩnh mạch ấy. thế và à, bảo hiểm y tế chi trả có 50% thôi thế chúng ta chủ yếu hiện nay vẫn phải dùng cái amphotericin B dạng à, tiêu chuẩn và chúng ta có phức hợp à, lipid của amphotericin B Tuy nhiên là chúng ta phải sau khi mà đã có ví dụ bệnh nhân có suy gan, suy thận, hay là có giảm kali kéo dài mà không cải thiện được thì chúng ta mới được dùng, tức là có canh anh chị khi dùng thì cũng lưu ý cái thông tư 34 về dược đấy, chờ của bảo hiểm y tế đấy thì phải phải nắm được cái thông tư đấy không có thì sẽ bị xuất toán ạ. À, ngoài ra thì chúng ta có những cái thuốc lựa chọn cứu cánh trong trường hợp đề kháng hay trong trường hợp không không có thuốc thì chúng ta sẽ à, sẽ dùng Đấy. À, Các cái điều trị nấm aspergillus ngoài phổi thì có aspergillus hệ thống thần kinh trung ương hay là nội nhãn à, thực tế kể cả những cái à, thì cái voriconazole vẫn là thuốc được liệu điều trị à, ưu tiên và trong trường hợp không dung nạp hoặc là không có thuốc hoặc có chống chỉ định thì chúng ta thay thế bằng dẫn xuất lipid của amphotericin B Đối với nấm Aspergillus mũi xoang thì điều trị bằng voriconazole à, hoặc là amphotericin B phức hợp lipid à, có thể phẫu thuật để cắt bỏ các cái khối u ở nấm trong xoang và dẫn lưu dịch để mà dự vòng tái phát. Đối với Aspergillus xâm lấn tủy xương khớp thì nếu có thể được thì can thiệp phẫu thuật và kết hợp với điều trị bằng voriconazole. Đối với nấm Aspergillus xâm lấn nội tâm mạc là cái khá là nặng mà có thể tổn thương bằng ngoài tim cơ tim và nếu có thể được thì nên phẫu thuật can thiệp sớm và kết hợp với điều trị kháng nấm để à, dự phòng và dĩ nhiên thuốc first line vẫn là voliconazole và nếu không có thì là amphotericin B phức hợp lipid nấm thận thì cũng nên nếu là tắc nghẽn một hoặc hai bên niệu quản thì trước hết là cũng nên giải phóng chỗ tắc và có thể uh, có khuyến cáo là bơm amphotericin B tại chỗ. Uh, đối với nấm phúc mạc thì trước hết là nếu có những cái lọc máu có các cái katete uh, lọc máu phúc mạc thì chúng ta nên gỡ bỏ và uh, kết hợp dùng uh, voriconazole với đường toàn thân. Còn nấm aspergillus thực quản dạ dày gan ruột thì uh, ngoài việc điều trị bằng thuốc thì nên dự phòng phẫu thuật, dự phòng các cái biến chứng của uh, bằng phẫu thuật và tư vấn phẫu thuật và dự phòng biến chứng xuất huyết, thủng, tắc nghẽn hoặc là nhồi máu vân vân. Đối với da thì uh, tổn thương da là do aspergillus nó có thể uh, phát tán và có thể gây ra cái nhiễm trùng uh, toàn thân. Do đó mà cũng nên điều trị với voriconazole kết hợp với cái việc là có đánh giá mà cái tổn nhiễm trùng toàn thân hay không, đặc biệt là Aspergillus ở những cái vết thương bỏng mô mềm thì nên phẫu thuật cắt bỏ ở những cái chỗ tổn thương ở da đồng thời là điều trị thuốc kháng nấm và đối với uh, Aspergillus nấm tai thì uh, uh, thường là viêm tai giữa mà nhiễm Aspergillus mà không xâm lấn thì chỉ cần làm sạch thôi còn nếu mà nhiễm Aspergillus xâm lấn ở tai thì uh, thường là điều trị kéo dài với voriconazole toàn thân kết hợp với phẫu thuật uh, tóm lại thì Aspergillus xâm lấn là một cái nguyên nhân rất là quan trọng gây nhiễm trùng đe dọa tính mạng ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch À, nên khởi trị sớm khi à, nghi ngờ mạnh nhiễm nấm aspergillosis xâm lấn Trong khi là chúng ta vẫn tiếp tục làm các cái xét nghiệm để chẩn đoán xác định à, Voriconazole là thuốc lựa chọn ưu tiên à, Ngoài ra thì chúng ta có các cái thuốc thay thế khác Như là Amphotericin B dạng lipid, Amphotericin B uh, liposomal hay là Itraconazole à, uh, echinocandin thì sẽ được sử dụng trong trường hợp mà có kháng hoặc là có các cái chống chỉ định với azon và polyen đều điều trị thì chúng ta nên duy trì tối thiểu là 6 đến 12 tuần và 6 tuần hay là 12 tuần thì tùy thuộc vào cái cơ quan gây bệnh của nấm tùy thuộc vào cái tình trạng chung của bệnh nhân và các cái triệu chứng uh, cải thiện hay là uh, không cải thiện À, tất cả những cái phần trình bày của tôi đều là dựa trên cái guideline của IDSA 2016 và cái guideline về nấm xâm lấn của hội hô Hộ hấp Việt Nam và hội hồi sức chống độc cấp cứu Việt Nam xây dựng vào năm 2017 và những cái hướng à, cho xây dựng của năm 2019 này mà chúng tôi đang thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn à, quý bác sĩ.